chào mừng các con đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 5. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô mời các con quan sát bức tranh sau. Đây là một bức tranh chiều tượng được vẽ bởi nhiều nét, uốn khúc, uyển chuyển, đan xen, có rất nhiều màu sắc. Nhìn vào bức tranh, các con đã liên tưởng tới cách vẽ nào mà chúng mình đã được học không? À, đó chính là quy trình vẽ theo nhạc. Để các con nhớ lại cách vẽ này, cô mời các con sẽ đi tìm hiểu chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề 3, âm nhạc và sắc màu. Chủ đề này chúng ta sẽ được học trong 3 tiết. Tiết 1, vẽ theo nhạc. Tiết 2, tạo sản phẩm, trang trí từ bức tranh vẽ theo nhạc. Tiết 3, giới thiệu và trưng bày sản phẩm. Bây giờ chúng mình cùng vào tiết học đầu tiên nhé. Các con ạ, âm nhạc rất phong phú, đa dạng về thể loại và giai điệu. Có giai điệu du dương, nhẹ nhàng, êm ái, lại có giai điệu mạnh mẽ, sôi động, rộn ràng. Và bây giờ chúng mình cùng vào hoạt động tìm hiểu để thấy được sự hòa quyện thú vị giữa âm nhạc và màu sắc. Trước khi vào hoạt động này, chúng mình cùng ôn lại vẽ theo nhạc là gì nhé. Các con ạ, vẽ theo nhạc là nghe nhạc, cảm nhận, vận động theo giai điệu của tiết tấu, phối hợp vẽ đường nét, màu sắc trên nền giấy tạo bức tranh tập thể, vẽ theo nhạc. Bây giờ, cô mời các con cùng đứng lên, tay cầm bút, cùng nhau nghe nhạc và vẽ theo giai điệu của âm nhạc nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chưa nào? Các con khởi động cùng cô nhé!
Vừa rồi các con đã được vận động và vẽ các nét theo giai điệu của âm nhạc. Vậy các con có cảm nhận gì khi vừa được nghe nhạc, vừa được vận động và vẽ theo giai điệu của tiết tấu? Chúng mình cảm thấy rất sảng khoái, thích thú và vui phải không nào? Sau khi chúng mình vẽ theo nhạc rồi thì chúng ta sẽ tạo được những sản phẩm như sau. Các con ạ, những bức tranh trên đây là sản phẩm của sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa với những chất liệu khác nhau, sắc thái về màu sắc cũng khác nhau, màu nóng lạnh, sáng tối, màu cơ bản, nhị hợp, bổ túc kết hợp với nhau sẽ đem lại cho chúng ta cảm nhận các bức vẽ cũng khác nhau. Từ những bức vẽ như thế này, các con có muốn tạo ra bức tranh đẹp có nội dung không? Chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ hai nhé. Cảm nhận và tưởng tượng trong bức tranh vẽ theo nhạc. Chúng mình hãy cùng tưởng tượng xem trong bức tranh chúng mình vừa vẽ có những hình ảnh gì trong đó, và chúng mình có thể vẽ thêm cho bức tranh bằng các nét, màu khác nhau để tạo bức tranh đẹp, cho bức tranh thêm đẹp các con nhé. Cô mời các con quan sát lên hình. Chúng mình có thể kết hợp thêm màu sáng, tối, đậm nhạt, ví dụ như bức tranh đầu tiên. Cô nhìn thấy có rất là nhiều màu đỏ, những chấm tròn đỏ như thế này. Cô tưởng tượng ra chiếc đèn lồng. Đây, một chiếc đèn lồng nữa. Và cô tưởng tượng ra rất nhiều chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu trong đêm hội trăng rằm đấy. Còn bức tranh tiếp theo, cô liên tưởng tới con thuyền đang lướt sóng ra khơi với buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống với ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời. Và đây nữa, cô liên tưởng tới một vườn hoa rực rỡ sắc màu có những cánh bướm bay rập rờn đùa giỡn với những bông hoa xinh xắn. Và bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng mình cùng chuyển sang hoạt động thứ ba. Hoạt động 3, thực hành. Yêu cầu của bài tập như sau. Em hãy vẽ thêm hình ảnh để tạo một bức tranh vẽ theo nhạc, theo ý thích của mình. Sau khi các con làm bài xong rồi, thì chúng mình hãy chia sẻ sản phẩm của mình bằng cách quay một đoạn video ngắn gửi cho giáo viên qua Zalo lớp. Các con quay video và dựa trên những câu hỏi gợi ý của cô giáo nhé. Con đã vẽ những đường nét nào? Màu sắc gì có trong bức tranh? Từ bức tranh con đã tưởng tượng, con sẽ vẽ thêm những hình ảnh nào? Con thích bức tranh con vừa sáng tác không? Các con ạ, sau bài học ngày hôm nay thì các con sẽ vẽ thêm một bức tranh bằng nét vẽ theo nhạc. Để tiết 2, chúng mình sẽ tạo sản phẩm theo ý thích các con nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các con và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau.